Ok hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh review tôi ha. Thì như trên màn hình là chúng ta chơi game đang nghe trận đấu gì đây. Ok. Bây giờ đi tìm đứng để lấy xong rồi mới gặp boss nè. Cứ đi lấy thêm người dính rồi các bạn, cái đồ này nhiều lắm, tao nó bự ra rồi hãy đi đánh. Nghe cái hình đầu sọ đây, cái hình đầu sọ này nè, cứ như là boss trong cái màn này nè. Chúng ta tìm tới để bắn này hạ, nhưng mà nãy mình có thử cái màn đầu thì còn yếu quá, tới bắn là thua. Đây là gặp rồi. Chạy chạy tổn thất rồi, đụng thuyền rồi bắn nè, nó có nghĩa hai tay súng AK nha. Đây súng bắn tự động nè, thì lấy những cái này để cái thuyền của bạn á, chiếc thuyền chiếc tàu đánh của bạn nó sẽ mạnh hơn nha. Đi săn những cái đồ trên biển lấy thêm. Cái này nhiều lên. Thanh biển rì rào không? Thời tiết ở quê mình đang rất nóng nực, nghe âm thanh biển muốn đi tắm biển rồi các bạn. Tắm luôn nè. Thì bên mình mạnh hơn đó các bạn. Qua mày tiếp tục đầy đủ cho cái thuyền mình nó to lên nha. Phao này là thuyền nhỏ mà đòi gì lấy giờ. Chà, chà. Mình nó nhỏ mà lợi hại, mình đã bị hạ rồi. Mình đã bắt đầu. Cái này mà bạn muốn chơi tiếp tục thì các bạn phải xem quảng cáo nha. Đang dí mình nè. Tỉnh. Sắp AK. Qua màn win rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Để thêm lính cái ta. Lính nhiều không? Em chơi cũng khá thú vị á. Dạ. Rất nhiều vô. Bị vô vét. Bọn này bị cầm súng gì đây, đang tìm mình đó. Thank you.
lính, lính thật nhiều nha các bạn. Bot đây, chiếc bot này bot thôi, bot chút xíu rồi lấy đồ hàng qua nhiều mạng thì sẽ gom lính được nhiều nha các bạn. Lén phén, wow, đến quá trời nhiều luôn các bạn. Thì gồm lính của tàu mình bây giờ bự con boss hay sao á, bình tĩnh thôi các bạn. Đó, chúng ta cứ đi tìm mấy cái phao rồi chúng ta lấy thôi. Đỉnh quá trời luôn. Bình tĩnh. Giờ qua gặp chùm nè. Quá màng. Không quảng cáo 100 ngàn, 110 ngàn. Tiếp tục. Rồi, đỉnh quá trời luôn, giờ đã luôn các bạn. Ui, 9 vật phẩm giờ hơi bị nhiều quá. Mày cho tiểu đoàn luôn này. À, player gặp chùm này. Rồi, rồi sao mà có cửa được. Tụ quá. Như trời cái này lâu quá là cái thuyền chúng ta càng to đây nè, tăng tốc không có cửa được. Lính nhiều đâu có sợ đâu, boss ra vô luôn này. Tiếp khá hấp dẫn đó các bạn, những chiến vật phẩm hơi bị nhiều, gậu như thế này. Player gì đây, player bị đây, thuyền internet nữa. Hàm là hàm đội sân bay nha các bạn, có mấy quạt gió thì mình đi rất là nhanh luôn. Chiến vật phẩm đây, mình đi gom lính thôi. Không biết nó cho chứ các bạn sao cho lấy trực thăng rồi. Boss này mà cập bến luôn. Dứt. Chạy. Tiếp tục qua mang. Gì đây, update lên hả? Mang là chúng ta có súng bắn hả?
lên nha các bạn. Win. Cảm thấy rất là may mắn. Ok, tiếp tục. Yeah, không phải sao rồi. Cái màn tiếp theo. Ủa, nó qua màn rồi mà. Lại trở lại từ đầu à. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ tên game trên sắc play cho các bạn nha. Ok, và đây là tên của game nha, Trận Chiến Điên Cuồng ha. Thì cái phần chia sẻ dùng game Trận Chiến Điên Cuồng cho smartphone đó mình tới đây kết thúc ha. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh. Nếu cảm thấy hay, nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.